Ok, chào các bạn, mình là Gà đây và hy vọng các bạn đã có một ngày học tập làm việc thật là hiệu quả nha. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game là Mining Simulator ha. Rồi, thì phiên bản của Halloween đã kết thúc, thì cái tựa game Mining này cũng đã quay trở về phiên bản chính thức của nó, tức là phiên bản bình thường ha. Cảnh vật xung quanh đã sáng trưng trở lại các bạn. Chúng ta không còn thấy một cái màu cam của cái kỳ Halloween nữa. Cái chỗ này cũng đã biến mất nè, tất cả những cái vật phẩm của Halloween vẫn còn nha. Nó chỉ biến mất cái cánh cổng chỗ này thôi và đơn vị tiền tệ mới là Halocoin thôi. Đây, khi bạn vào cái inventory á, thì những con pet nè vẫn có một ký hiệu là Halloween nha, cũng như là vào những cái nón nè, accessory cũng vậy ha, nó vẫn còn giữ lại nha cho bạn nào đã tham gia cái kỳ Halloween kỳ rồi và săn những cái vật phẩm trong cái mùa Halloween ha. Thì hiện tại á, từ game này cũng cập nhật một cái phiên bản, nó không có một vùng đất nào mới cả, nó chỉ cập nhật thêm một cái gói mới thôi, Inferno Pack các bạn. Gói này là gói địa ngục ha. Không biết tại sao lại đặt tên là gói địa ngục nữa. Rồi ok, thì gói địa ngục này chúng ta thể mua bằng hai cách và chúng ta thể mua được tối đa là 50 pack nha. Cái lần đầu tiên chúng ta mua thì có thể mua được bằng cái giá là 22.500 token. Nhưng kể lần thứ 2 trở đi cho tới lần thứ 50 thì chúng ta muốn mua phải mua bằng giá là 599 Robux ha. Hiện tại bạn thấy không, mình có 24.000 token rồi. Bởi vì trong cái kỳ Halloween kỳ rồi mình cày Halocoin, thì sẵn cái token mình không có xài cho nên bây giờ nó còn dư. Hiện tại mình đang ở Rebirth là 2.791 lần, cũng gần được 2.800 lần rồi. Rồi ha, thì video này mình cũng mua cho bạn coi về cái gói Inferno Pack này, coi những cái công năng của cái nón nè, của cái cánh nè, cũng như là của con pet nó sẽ như thế nào nhá. Mình sẽ mua bằng cái giá là 22.500 token. Rồi mua nha. Ok. Thì bây giờ bạn thấy ha, chúng ta muốn mua cái gói thứ hai thì phải mua với giá là 599 Robux. Rồi, hiện tại thì con pet của mình đang xài á là con Shiny Evil Crawler. Nếu các bạn coi video cuối cùng của mình về tựa game là mining á, thì các bạn thấy là mình dùng mấy chục ngàn cái Halocoin á, 30.000 đúng không, mình mua được con Shiny này các bạn. Cái con Shiny này á, tuy mới cấp 1 thôi nhưng mà nó giá trị bằng tới 3.6 lần, tốc độ đào 4.05 lần ha, và sức mạnh trang bị nhân 3.75 lần, cực kỳ nhiều luôn. Và khi con này nâng cấp lên max cộng 10 á, thì nó là một cái con rất là bá đạo luôn các bạn. Thiệt ra thì nó vẫn thua một số con khác ha, nhưng mà đối với mình thì con Shiny khá là mạnh rồi, mới cấp 1 thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn coi về con pet hồi nãy mình mới mua nha. Đây, con này limited các bạn. Con này tên là Inferno Con. Thì con này wow, cũng bình thường á. Con pet này cho chúng ta giá trị quặng là 2.1 lần, cái tốc độ đào là 3.2 lần. Rồi, sức mạnh trang bị là 3.1 lần. Cũng được các bạn. Rồi, equip cho bạn coi. Đây, mình mang cái cánh hơi sáng các bạn ha. Mình có ba cái cánh này, bạn thấy không? Mình có ba cái cánh nhưng mà mình thấy là cái Sinister M này á, cái nón bí ngô này nó mạnh hơn. Cho nên mình mang có hai cái thôi. Rồi chúng ta sẽ đến với cái Inferno Dominus này, nó cho chúng ta là tốc độ đào 2.6, giá trị quặng 2.7, cũng như là sức mạnh trang bị cộng 650 điểm. Cũng khá là cao ha. So với cái này thì sao? Hình như nó thua cả cái Dark Dominus nữa, 2.4, 2.55. À không, nó mạnh hơn các bạn. Còn so với cái trái bí ngô thì sao? Trái bí ngô mình có hai trái luôn. Thì trái bí ngô á, cái tốc độ đào nó thấp hơn nè, nhưng mà giá trị quặng lại cao hơn ha, 2.4, trong khi này tới 2.7 lần. Wow, cũng được các bạn. Rồi vật phẩm còn lại là một cái gì đây, cái cánh đúng không, Inferno Wings. Inferno Wings là 2.5, 2.9 và 700 điểm. So với cái cánh Golden Wings thì sao, 3.0, 1.25. Nó thua về tốc độ các bạn, nhưng mà cái giá trị quặng nó cao hơn cái Golden Wings ha. Nói chung thì bây giờ tựa game này nó cũng bình thường nữa các bạn, cho nên các bạn rất dễ sở hữu những vật phẩm xịn ha. Những cái thông số nó trên nhau có 0.1, 0.2 chỉ là cái tượng trưng thôi. Thì đó là về cái gói Inferno Pack này ha các bạn ha. Rồi, với thêm một cái nữa, kỳ này sẽ có một con pet mythical mới, là con pet này có tên là Isaac Creation, tức là cái sự sáng tạo của Isaac ha, admin của tựa game này. Rất là khó luôn, không biết mình có săn được trong video này hay không ha. Cái đó là con pet mythical ha, cho nên mình nghĩ là phải mua ít nhất là từ quả trứng legendary á, trở lên á, thì mình mới có khả năng ra được cái con pet đó. Sao mình ghét cái body intro á ta, nhìn cao cao ghê các bạn. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với những cái code của phiên bản Inferno Pack này nhé. Ok, code đầu tiên á là I'm out of code ID 2 các bạn. Code này chúng ta là 70 token. Đó, you redeem 70 token ha. Code thứ hai là I love token. Code này cũng cho chúng ta là 70 token luôn. Các bạn nhớ viết đúng chữ hoa chữ thường nha. Code thứ ba là Christmas 2 các bạn. Code này chúng ta là 250 token. Có dấu thăng đằng trước nha, 250 token. Code thứ tư là Too many code SMH. Các bạn lưu ý nha, chữ S viết hoa và tất cả những chữ là too many code là chữ đầu tiên viết hoa nha. Code này cho chúng ta một cái chứng legendary. Ok. Code cuối cùng mình thấy được trong Discord đó là Heavenly các bạn. Code này cho chúng ta là một cái legendary headray, một cái nón huyền thoại nha. Ok. Có tất cả là 5 code mình biết được thì mình đã cung cấp cho các bạn nãy giờ ha. Bây giờ lên vùng đất nào cho nó dễ ta. À, mình nhớ rồi, có một vùng đất là Crystal Cavern các bạn.
nó còn xịn hơn cả The Beach nữa, tức là bãi biển. Hình như là phải tốn 20 reward đúng không ta? Không nhớ nữa, lâu quá không có chơi các bạn ơi. Ok, trên đây thì có nhiệm vụ của Isaac nè. Bây giờ mình sẽ vào cái shop đâu mất tiêu rồi. Chúng ta sẽ vào cái shop mua những cái trứng legendary ha. Bởi vì cái mục tiêu đầu tiên của mình là mua cái gói Infernal Pack cho bạn, mình đã hoàn thành rồi. Cái mục tiêu thứ hai mình sẽ cố gắng săn được con Isaac Creation. Không biết con nó công năng như thế nào ha. Còn nếu không săn được á thì mình sẽ ra bên ngoài trang wiki mình cho bạn coi. 180 token đúng không? Như vậy mua được 10 trứng. Hay ta, 10 trứng à. Với lại một cái trứng hồi nãy mình mở có đó là 11 trứng. À mình có mua một game pass các bạn, cái game pass này nè. Game pass mình có thể chuyển đổi những cái trứng á, đây, 250 Robux automatic equip do NetEd nè. Cho nên á bây giờ là cái số trứng của mình á mình không cần phải bấm vào inventory nữa. Các bạn thấy mình sang không? Ủa sao lại có 7 trứng ta? Mua được có 6 trứng à. Đây các bạn sẽ thấy góc phải nó sẽ hiện ra một cái ô vuông, tức là con pet nào chúng ta vừa equip á, bởi vì chúng ta equip auto mà, cho nên sẽ trôi rất là nhanh nè. Con pet đầu tiên chúng ta một angel các bạn. Đó các bạn thấy không? Bây giờ nó chuyển một cái trứng tiếp theo nè. Tiếp nha. Mình có một con penguin, một con chim cánh cụt, trứng thứ ba. Một con doggo. Toàn là huyền thoại thôi nhưng mà khá là cùi. Con thứ tư nè. Mình có một cái bánh mì các bạn, brick boy ha. Con thứ năm. Cái gì vậy? Orange Nowar, con này lâu lắm luôn rồi đó. Con thứ sáu. Skeleton nè. Rồi đây là trứng cuối cùng rồi bạn. Sao mà nhanh vậy? Rồi lại một con chim cánh cụt nữa. Oh man. Ok đây các bạn, thì cái con này là con mới trong phiên bản cập nhật Inferno của từ game mining ha. Có tên là Isaac Creation. Con này là đẳng cấp là mythical và nó cho chúng ta giá trị quặng là 2.2 lần. Mining speed, tốc độ đào là 3.0 lần. Cũng như sức mạnh trang bị nhân 3.0 lần. Nếu nó ở dạng shiny các bạn thấy không, một cái dòng ở dưới nè, 3.3, 4.5 và 4.5 ha. Nó đã mang tiếng là cái Isaac Creation, sự sáng tạo của Isaac, nhưng mà kiểu hình dáng không đẹp các bạn. Dạng như nó sự kết hợp giữa một cái con nước, một cái bacon và một cái mắt kính rất là khổng lồ ha. À có một cái nữa là các bạn thấy cái mắt kính của cái con bé hồi nãy không? Nó vừa xuất hiện ở trong cái Rebirth Shop chúng ta nè. Rất là quá dị luôn, mắt kính Google đó, Super XL Cloud Google các bạn. Nó cho chúng ta là cái Mining Speed 3.4, giá trị hoàng 3.0 và cái Mining Power 1750 điểm. Và chúng ta muốn sở hữu nó thì phải tốn 250.000 token. Yeah, và nội dung video chỉ như vậy thôi ha. Và bây giờ có còn bạn nào còn chơi từ game mining nữa hay không ha, hãy để lại một bình luận bên dưới, để lại một like nếu video này hay, và đăng ký kênh nếu bạn là người mới. Mình sẽ gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào.